chào, tôi là Long Vio. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật đá bóng má ngoài Chivela. Bước 1 là lấy đà. Chúng ta sẽ lấy đà một góc 45 độ theo hướng quả bóng đến khung thành, vị trí cùng phía chân thuận. Bước 2 là đặt chân trụ. Chân trụ đặt ngang hoặc thấp hơn bóng khoảng 20-30cm. Bước 3 là vung chân đà. Vung chân ra sau càng xa càng tốt, độ vung càng xa thì lực đá càng mạnh. Bước 4 là điểm tiếp xúc. Điểm tiếp xúc trên chân đó là phần má ngoài bàn chân. Điểm tiếp xúc trên bóng là điểm lệch khỏi tâm của quả bóng, chếch qua một chút cùng phía chân trụ. Điểm lệch càng nhiều thì độ xoáy sẽ càng cao. Bước 5 là vung chân lăng. Vung chân lăng đi đồng thời nhảy trụ để tạo thêm lực cho cú đá. Chúc các bạn tập luyện thật tốt và tôi là Long Vio.